anh ơi. Vâng. Uống đi. Uống đi em. Uống đi. Mày uống hết đi. Uống hết nha. Hôm nay chả làm gì, uống rượu thoải mái đi. Rượu này nặng quá đi. Rượu này rượu ngô đấy. Rượu ngô nhà em thân nấu à? Nè, hôm qua em vừa nấu thì mưa không làm được gì. Được đấy. Anh ăn đi, ăn đi. Cái nhỏ đi. Anh uống đi. Ủa? Trời mưa nắng nắng này này, cứ uống đi. Chả làm được gì đâu. Sai thì ngủ. Không có gì ăn, ăn kẹo khoảng năm tí lại đi mua, tí là mua thức ăn thì nó làm tiếp. Hai anh có vợ chưa? Chưa. Vợ đi công ty hết rồi. Đi công ty bao lâu rồi? Được hai mấy năm, được 2-3 năm, 4 năm không về rồi. Giờ xem có ở đây có đứa nào không giới thiệu cho anh một đứa. Chồng em cũng đi làm công ty mấy năm rồi không về rồi. À, em giờ cũng một mình thôi. Em cũng đi làm công ty lâu lắm rồi. Bây giờ em uống một mình thôi. Thế cùng nhau uống hết đi, uống đi. Mật anh cũng xài lắm rồi. Uống hết nhá. Này á. Xài lắm rồi. Nhiều này nặng xài thôi đấy. Cái này là đúng là rượu. Rượu ngô đấy. Mật anh cũng xài quá, mật anh cũng xin phép đi rồi. Hôm uống nào, thêm một tí nữa ra. Được, hôm nào mình lại không tiếp. Thế nhá, mà anh đi về đây. Thế hôm nào là hai anh lại lên chơi nhá. Ờ, về đây. Rồi, bọn anh xài quá, bọn anh cũng về nhá. Anh về nhà lên, anh chơi nhá. Hai anh về nhá. Cảm ơn em nhá. Anh về đây. Lúc nào rảnh là hai anh lên nhà em chơi nhá. Xài quá rồi, bọn anh không ở được rồi. Đi xe được không? Ừ, đi cứ thử được. Đấy, đợi xe. Anh về nhá. Về nhá.
Có người rồi.